Bạn đâu nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, ghé ngay shopriaki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Riaki ở mình, shopriaki.vn, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki ở mình. Và ngày hôm nay thì server Việt Nam thì cũng như các server khác chậm hơn tí. Đấy, các server khác nó phải ra cái khẩu cá tháng 4 này, và nó đúng ngày cá tháng 4, Việt Nam sao ngày 3 tháng 4, tức là cá tháng 4 cộng 2. Đấy, nghe nó có điểm rồi đúng không? Các server khác ra đúng ngày 1 tháng 4. Ở bên Indo tôi quay khẩu này 159 kim cương một khẩu. Đấy, mỗi khẩu quay mất 159 kim cương. Về server Việt Nam thì chắc là nó phải 1359 kim cương anh em ạ. Đấy, ui xồi, toàn quả dừa thôi. Toàn dừa thôi. Và súng không thấy đâu, toàn dừa. Ui xồi, dừa luôn. Đấy, dừa lòng chưa anh em? À, dừa ngay. Ở đây nó có cái quay 10 lượt được giảm giá này. Thôi mình phải tận dụng chứ dạo này kim cương nó khó khăn. Đấy, dạo này kim cương, kim củng nó khó khăn. Đấy, anh em có thể ủng hộ mình bằng cách là vào shopriaki.vn chơi các trò chơi ở trên đấy nhá. Đấy, để ủng hộ Riaki mình cũng được. Đấy, tích cực quay tay, vận may sẽ tới nào. Và nhưng mà chưa thấy vận may nó tới anh em ạ. Và vận may có vẻ nó chưa tới nhiều lắm. À, hơi đen, 169 kim cương à, 169 huy hiệu à. Sao nó chín này, khoai sọ rồi anh em ạ. Và tôi đang sợ là khẩu này có khi là bên Ghana họ phải cho đến tầm, ui, mà từ nãy giờ mình có 58.000 mấy mà tốn nhiều kim cương gặp phết đây anh ạ, giá đây. Và vẫn chưa đủ, cho em một phát ra luôn được không? Và anh có thể cho em một phát ra luôn được không? Ui, tích lũy huy hiệu này, mút chỉ không bà bỉ à. Và đấy, ui, tốn đúng 1.000, gần 2.000 kim cương. Gần 2.000 kim cương anh em ạ. Trời ơi, gần 2.000 kim cương để lấy khẩu Desert Ring càng 4, tức là đắt gấp 10 lần các server khác. Rồi, server sinh thì tôi lấy khẩu này rồi với giá khoảng 300 kim cương. Riêng server Việt Nam làm hẳn 1.900 kim cương, gần 1.900, gần 2.000 kim cương. Chịu ấy, nói chung là khẩu này thì mạnh thì cũng có mạnh, tại vì nó cộng 2 tốc bắn. Đấy, cộng 2 tốc bắn nên là bảo là mạnh hay không, có mạnh nha anh em nha, mạnh. Rất mạnh luôn, nhưng mà giá này thì nó không được cá tháng 4 lắm. Đấy, nhưng mà thôi, dù sao thì bên Nga đạo không để vào ngày cá tháng 4, mà họ để sang ngày mùng 3 tháng 4. Thế bảo sao mà để sang ngày mùng 3 tháng 4 thì bảo sao, đấy, bảo sao nó lại có sự khác biệt anh em ạ. Đấy, mà chịu rồi, biết làm nào giờ? Chịu rồi, chịu thôi, biết làm sao giờ. Đấy, 179 tiếp này, à, quay nốt cái, lấy nốt cái hai khẩu ở lại đây. Đấy, lấy nó hai khẩu lại tốn ra phết đấy. Và đây rồi, sao lại MP50 cơ khí à, như nào? Và xem MP50 khi cớ. Và cơ khí, chịu rồi. Po tay.com mà pocom.tay rồi. Hóng rồi. Hóng thật rồi. À đây rồi, cuối cùng thì nó cũng đã ra. Quay đến 3.000 kim cương rồi mới ra. Đùa mày, tệ lắm thằng mini Uzi ạ. Đấy, bình thường là vòng đây ca tháng 4 thì chỉ quay 1-2 phát là ra luôn chứ. Và ca tháng 4 quay 1-2 phát là ra luôn chứ. Trời ơi, chịu đấy, bó tay.com đấy. Đấy, thôi đổi nốt khẩu thợ săn đầu lâu ấy. Cháy sao cái khẩu thợ săn đầu lâu ấy tôi lại mãi bây giờ tôi mới có. Uầy, thế là mất đúng 3.000 kim cương đấy, 58.800, bây giờ còn 55.500. Thế là cũng tốn đấy anh em ạ. Đấy, tốn đó, không hề rẻ một chút nào đâu, tốn đó, kha tốn, tệ thật. Và cá tháng 4 này nó hơi chát đây các bạn, và cá này nó hơi bị mạnh, đấy, cá khác này nó nhẹ, cá này hơi căng, cá này nói với anh em nó độ căng nó hơi bị cao, cá này nó hơi bị chất, đấy, tệ lắm luôn, và quá tệ. Rồi, ok, đổi lấy cái bom keo này phát. Đấy, quả bom keo chất ngay. Đấy, nói chung là khoảng 3.000 kim cương lấy hai khẩu nha anh em nha. Tôi đắt gấp 10 lần so với hôm trước tôi chơi ở bên server nước ngoài. Đấy, nhưng mà với cái giá 3.000 kim cương đấy thì mình có thể ghé qua Riaki Store trên Shopee. Đây là bán rất nhiều cái bộ tai nghe cách âm chống ngôn, tai nghe giúp ta chơi Free Fire, chơi Liên Quân ok là hơn. Và anh em đang có nhu cầu mua tai nghe, mua một tai nghe tặng ngay một con mini Lego mà giá không đến 3.000 kim cương, khẳng định với anh em luôn. Đấy, mấy cái tai nghe này giá chưa đến 1.000 kim cương, thậm chí có quả tai nghe 69.000 nó đã có thể có được cho mình. Đó là mini Lego rồi. Mua một quả tản nhiệt tặng ngay ba tay memo, đường link mình để trong phần ghim phần mô tả nha anh em. À, em khổ lắm luôn, sung sướng gì đâu. Nào, không sao, bôi cao sẽ khỏi. À, một pha đẩy lên đến vị trí Ori đã thế nhá. Trận này tuyên bố chỉ dùng Desert Ring. Đấy, à, tất nhiên là game 1 thì chưa có Desert Ring nhưng từ game 2 chỉ dùng Desert Ring luôn. Đấy, làm sao một thằng, ui giời, ngáo lắm, ngáo đét, có thể bắn đồng đội tao này, nây trái tim này. Đấy,
đang vừa kề rank phải chăm chỉ tí, lên rank huyền thoại sớm, sau đó thì cho nó khỏe khỏe ra. Đấy, lên rank huyền thoại sớm cho nó khỏe anh em ạ. Úi chạy kìa, chạy với chúng tôi chiến bấy. Đấy, chiến bấy này nào, thằng nào đó. À, thằng nào thịt ông đồng đội mình. Đừng kết liễu đồng đội tôi bạn đây. Đừng kết liễu đồng đội của tôi. Trời ơi, mình cũng là một sự nhanh tay nhanh mắt đấy. Cũng là một sự nhanh tay nhanh mắt anh em ạ. Ngon luôn. Ai tươi ngay. Nào đe văn rớt inh văn g nào anh em. Đe văn rớt inh văn g nào cho nó gọi là chất như nước cất nào. Wow, thảo lanh quay ra quẩy bay người. Cậu quẩy cho nó gọi là bay người luôn. Đâu rồi? Rồi, anh em thấy quả cá rồi chưa? Nói chung là cái khẩu này chắc chắn sẽ là một trong vũ khí dị nhất trong Ana Free Fire ở trên giờ. Chắc là phải làm quả top 10 vũ khí dị trong Ana Free Fire nhỉ? Thật ra thì có cái nào mà nó đủ dị không nhỉ? Tất nhiên là vũ khí ấy nhá, súng ấy nhá. Chứ còn ví dụ như là vũ khí cận chiến thì đầy cái dị. Và vũ khí cận chiến nói với anh em mà đầy cái nó nhìn dị vãi trưởng mà bường luôn. Một phát đẩy lên đến vị trí của Riaki, một viên vào đầu, một viên vào người, 90 đam mà đau đấy. Đấy, ôi sao. Đấy, ok, và sân mình còn hai máu này. Ôi giời, chưa kịp dùng đe sát đinh gờ, nó bắn đe sát đinh gờ mồm mình rồi. Thôi, thế là hiệu rồi. Ok, hãy lộ một tí về một số những cái đồ vui vẻ sắp cũng khá dị sắp tới, sắp ra mắt giống như kiểu cái cá này thì đấy là cái khẩu, đó là cái dù, đây là cái dù dưa hấu. Chúc một cười vãi trưởng ạ, thế luôn. Free Fire bây giờ sắp ra mình cái đồ dị vãi nồi. Đấy, ôi ông đồng đội ác ám mình bắn hay đấy nhở. Ông hắc ám mày bắn hay đấy. Đấy, bắn hay rồi đấy. Gánh team bạn đây, gánh team ấy bắn sau đỡ vất vả. Đấy, gánh team, ôi dồi, thằng địch nó chạy ra hay quá, triple kill rồi. Làm thêm mạng nữa bạn đây, còn một thằng nữa bạn đây. Còn một thằng nữa hay quá, quát ra kill tuyệt vời. Đấy, chúng ta sắp có một cái đồ hình con cá mập đấy nhá. Đấy, trông yêu thật sự ạ. Chính là Free Fire chúng ta sắp tới có một loạt các cái đồ trông rất là buồn cười luôn. Đấy, trông rất là buồn cười luôn, trông tếu lắm luôn ấy. Và được thật sự luôn. Đấy, ok, nào, cho này làm lại cuộc đời này. Làm lại cuộc đời nhá, đe rất ngờ làm lại cuộc đời này. Vâng, chưa kịp test cái gì. Thực ra mấy hôm trước ở bên server nước ngoài tôi cũng chưa test mấy. Bên server nước ngoài tôi cũng chưa test đấy. Đấy, nào, một pha đẩy lên đến vị trí của Chiru Churi. Đấy, mà xem thằng nào loanh quanh ở đây không để tôi gọi nó bắn cho nó bung người nào. Nào, lên thôi. Và thảo ra đây bắn cho gọi là hết nước chấm luôn. Bắn cho nó gọi là chấm phát hết nước luôn. Đúng rồi. Đây rồi. Ui, mình chắc là nó một viên anh em ạ. Và thật ra là không phải bắn mà là tôi bắn đe sợ tôi thả cái máy bay trúng chưa, thật ra vừa rồi tôi bắn trượt hết. Thật ra vừa rồi mình bắn trượt hết luôn. Đấy, đâu rồi? Đấy, đâu rồi? Úi giời, đứng đông này, úi giời, đừng cứu nhau này. Vâng, một tổ đứng cứu nhau, một tổ đội đứng cứu nhau. tổ đội đứng cứu nhau này, đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, khổ thật sự, buồn ngủ lại gặp chiếu manh này, nhẹ nhàng như đẩy xe hàng anh em ạ, đúng là lộc lá ca ba nhá, chả làm gì, tự có làm, không làm tự nhiên vẫn có ăn, làm luôn nâng cấp MP5 lên nhưng không dùng, bố đời không anh em, nâng cấp MP5 lên level 3 mà mình không dùng nha, mình vẫn Desert Inger, tất nhiên quả chân lộc thật đấy ba. Ba ông được cứu nhau ạ, và được cứu nhau cứ mỗi ông 1-2 viên thế là xong cuộc đời mày chạy này đấy, căn chuẩn lắm, bắn đạn ra là vào người ngay, độ delay thì gần như là không có. Ai cha, nó bắn lại trả lại mình ạ. Bạn bắn súng gì đây, mình mất tận 11 máu. Bạn bắn mình mất tận 11 máu. Lên và đẩy lên đây anh em. Và một pha lao lên đến vị trí của Rika kia. Streamer gà nhất Việt Nam, bây giờ vẫn gà nhất nha anh em nhá. Tôi chưa bao giờ là bắn hay cả. Đấy, chưa bao giờ là bắn hay, một số bạn cứ khen tôi là bắn hay nhưng mà tôi nghĩ là từ giờ lúc game sập tôi vẫn bắn ngu. Đấy, từ giờ lúc game sập chắc mình vẫn bắn ngu. Đây ơi, một cháo, hai cháo. ba cháo. Ui trời, khỏe quá anh em ạ. Nó khỏe và khéo và khỏe, nó nằm rồi, thì còn một thằng nữa thôi. Hồi máu đã, từ hồi máu đã, VVTR thôi, hồi máu đã bạn ơi. Hồi máu đã. Vãi, ôi trời, càng đét và khe lẹt luôn. Càng đét luôn, nào, thằng nào đó, nhảy ở đây nó đây bạn ơi. Đây rồi.
Bắn đúng nhạt luôn đấy các bạn, trận đấu bắn nhạt thật sự ạ. Và đồng đội thì cứ câu dẫn mình thì cứ đứng bắn đe dọa đinh gờ. Cái chút đổ này bắn cũng được, tốc độ bắn nó nhanh nên là dồn nam nó tốt đấy, nhẹ nhàng đẩy xe hàng. Cảm ơn anh em theo dõi video này. Kim Ngân hai sao rồi, chả mấy huyền thoại luôn, chả mấy huyền thoại luôn. Ok, và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Đừng quên like, subscribe và cho tôi báo còn bất kỳ video nào mình trong tương lai. Bye bye.